Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc quý vị và các bạn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và trong video này, Bà Dài tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về câu chuyện sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ. Trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Dài cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh và cũng như quý vị và các bạn lần đầu tiên đến với kênh Bà Dài cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Dài TV. Và sau khi xem xong video này, quý vị thấy hay thì quý vị bấm cho Bà Dài một nút like, bởi vì kênh Bà Dài TV hiện nay đang mất đề xuất quá nhiều quý vị ạ. Và Bà Dài cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, giờ mà nhắc đến ngôi sao cây học phỏng thì chắc chắn là ai ai cũng phải là lắc đầu và ngao ngán, nhất là những cái người cậu đang có con cháu sống chung ở trong nhà. Sợ là phải sáo thịt nồi da, phải là còng đầu cái đứa cháu của mình lên phường. Nếu như mà gia đình nào rơi vào cái tình trạng giống như là hoàn cảnh của gia đình cố nghệ sĩ, gia đình nào mà có một cái đứa cháu là ngang ngược cũng như là ngôi sao cây học phỏng thì nên là cẩn thận, xem cho kỹ lại, kẻo là hối hận không kịp. Tính đến thời điểm hiện tại thì cái gì ngôi sao cây học phỏng này cũng biết, cái gì cũng tỏa ra mình rất là hay, rất là tốt. Chỉ mỗi mình làm sai ở đâu thì cố chấp không chịu biết. Và dưới đây là 8 điều mà cả đời này ngôi sao cây học phỏng phải cố tình giấu đi, đến tận bây giờ vẫn là chưa có cái câu trả lời cụ thể từ phía ngôi sao cây học phỏng. 8 điều này cũng như là 8 cái thắc mắc mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời nào cụ thể từ phía ngôi sao cây học phỏng. Khi bị nhắc đến những cái chuyện này thì ngôi sao cây học phỏng chỉ che giấu giấu cho qua chuyện. Vì thật ra ngôi sao cây học phỏng đang sợ sẽ khó trở mình được nếu như mà cái sự thật đằng sau 8 cái điều này bị bại lộ. Đầu tiên, sau cái tài khoản có mọc đỏ của ngân hàng từ ngày là 5 tây tháng 3 cho đến là tận bây giờ. 5 tây tháng 3 tức là ngày cố nghệ sĩ qua đời. Cái này đó thì dễ làm luôn. Ra ngân hàng là được nghe ngôi sao cây học phỏng. Giờ con gái của cố nghệ sĩ đã có trong tay rất nhiều thông tin sao kê rồi, đừng có chống đối nữa. Tất cả mọi hành vi kháng cự giờ chỉ muộn màng mà thôi. Bây giờ sẽ có hai lựa chọn cho ngôi sao kê học phỏng. Một là tự đi sao kê trong vui vẻ. Hai là vừa đi sao kê vừa khóc. Chọn đi ngôi sao kê học phỏng. Khóc trước khóc sau gì cũng vậy mà thôi. Khóc cũng không thay đổi được sự thật. Thực tế thì đã quá rõ ràng ngôi sao kê học phỏng đã có dấu hiệu cố tình chiếm dụng số tiền phúng điếu nhưng mà không hề có hành động sao kê kê khai rõ ràng. Đừng cố đánh tráo khái niệm gì ở đây nữa cả. Cái lúc kiểm tra thùng tiền phúng điếu đó là cái chuyện trước khi con gái của cố nghệ sĩ biết được âm mưu của mẹ con bà Sáu Từ Đường và ngôi sao cây học phỏng. Thế nên ngay sau khi con gái của cố nghệ sĩ phát ra âm mưu thì con gái của cố nghệ sĩ được quyền biết sự thật, bởi vì đây là những cái điều có liên quan tới danh dự tiếng thơm của cha mình. Con gái của cố nghệ sĩ làm rõ ràng cái chuyện phúng điếu để mà trả lệ sau này là một. Hai là để đòi lại công bằng cho cố nghệ sĩ. Điều thứ hai, ngôi sao cây học phỏng phải trình ra tất cả các cái hóa đơn chứng từ liên quan tới cái việc là chi tiêu trong đám tang của cậu mình, để con gái của cố nghệ sĩ nắm rõ. Nếu không có cái sự ăn chặn thì chắc chắn ngôi sao cây học phỏng sẽ được tha thứ, còn không thì tự hiểu số phận. Con gái của cố nghệ sĩ bây giờ không còn hiền nữa đâu. Con gái cố nghệ sĩ đã nhìn được cái bộ mặt thật của hai mẹ con và Sáu Từ Đường rồi, cho nên chắc chắn không có cái việc nhân nhượng hay là yêu thương gì nữa. Tình cảm gia đình như thế thì giữ lại chỉ thêm đau lòng nặng dạ mà thôi. Thứ ba, giải trình cái số tiền 100 triệu mà ngôi sao cây học phỏng đã trích ra từ tiền phúng điếu để trả cho Bình Tinh. Đó là tiền gì?
chi trong đám tang hay là tiền dây sử dụng cho mục đích cá nhân của chính ngôi sao cây hậu phỏng. Trong trường hợp nếu mà dùng trong đám tang thì cái số tiền đó dùng vào cái chuyện gì, cụ thể là hồi nào và sử dụng ra sao, tại sao không nói rõ. Tiền bạc mà không thể giải trình rõ ràng thì chỉ đơn giản là gì có mờ ám ở bên trong đó mà thôi. Từ đầu Bình Tinh đã nói là để Bình Tinh một tay lo liệu, không cần phải phung điếu. Bản thân ngôi sao cây học phẩm không có tiền thì mắc cái gì mà lại sồn sồn lên đòi chính cái bản thân của cô ta và mẹ cô ta lo lắng cho cái đám tang này. Lo lắng như thế nào thì không biết, nhưng mà trước mắt đó thì khán giả biết rằng họ lo lắng cho đám tang chỉ vì cái số tiền phung điếu mà thôi. Thứ tư, bà Sáu từ đường 60 tuổi đã già rồi, còn cố nghệ sĩ thì tận 65 tuổi, nhưng mà vẫn phải là gồng cái mình lên để mà nuôi bà Sáu từ đường. Vậy ngôi sao cây học phỏng có nghĩ bổn phận làm con của mình hay là không? Tại sao 30 mấy tuổi đầu nhưng mà vẫn mãi không lo được cho mẹ mình, để mẹ mình ra cái nông nổi là phải là ăn bám theo nhà của cố nghệ sĩ như vậy? Thứ năm, ngôi sao cây học phỏng bảo con gái của cố nghệ sĩ làm tổn thương ngôi sao cây học phỏng. Vậy lúc cậu mình mất, ngôi sao cây học phỏng công khai con gái cố nghệ sĩ là con nuôi để mọi người soi đời tư của cậu mình, thì con gái của cố nghệ sĩ không biết tổn thương hay là sao? Âm mưu gì? Từ cái điều này hạ ngôi sao cây học phỏng, định tạo ra một cái luồng sóng dư luận để nuốt chửng con gái cố nghệ sĩ, biến con gái cố nghệ sĩ thành người ngoài. Còn cái tài sản của anh cô Sáu chú Bảy, ngôi sao cây học phỏng tiện bề thao túng trong cái công cuộc thâu tóm toàn bộ tài sản hay là sao? Non quá rồi ngôi sao cây học phỏng à. Cái tài sản hơn 100 tỷ này không có nhỏ nhắn xinh xắn cũng như là cái huy chương vàng, cái đồng hồ hay là cái dây chuyền của cố nghệ sĩ để trong cái xác đâu, mà ở đó muốn cướp là cướp, muốn nuốt là nuốt. Thứ bảy, ngôi sao cây học phỏng lên mạng xã hội, lên mạng xin lỗi mọi người, đúng hơn là xin lỗi những cái người quất mặt quất mài mà thôi. Nhưng mà người cần xin lỗi là con gái của cố nghệ sĩ, tại sao ngôi sao cây học phỏng không xin lỗi? Ăn nói không không như vậy thì có tác dụng gì đâu. Mà bây giờ con gái của cố nghệ sĩ không cần bất kỳ một cái lời xin lỗi nào từ cái miệng của ngôi sao cây học phỏng nữa. Cái mà con gái cố nghệ sĩ cần là cần cái bản sao kê và bản khai chi tiêu trong đám tang có hóa đơn rõ ràng. Đừng có đánh trống lạc hoài như thế. Thứ tám, cuối cùng là cái thái độ coi thường khán giả của ngôi sao cây học phỏng. Tại sao ngôi sao cây học phỏng không xin lỗi mà ở đó lại là đặt ngược lại cái câu hỏi với khán giả là vì sao khán giả lại công kích mình? Ngôi sao cây học phỏng phải như thế nào thì mới bị khán giả đối xử như thế chứ? Hàng trăm hàng ngàn nghệ sĩ ngoài kia có bị là khán giả công kích đâu. Chỉ những cái người làm sai, làm quấy, làm bẩn bựa cái showbiz thì khán giả mới chửi, mới công kích mà thôi. Hãy nhìn qua con gái của cố nghệ sĩ, khán giả yêu thương vô cùng. Một cái người nói, hai người nói thì có thể là do bản thân của người khán giả đó quá thiện cận. Nhưng một tập thể, một cộng đồng và một cả một cái mạng xã hội đều nói ngôi sao cây học phỏng có vấn đề thì chắc chắn cái vấn đề ở ngôi sao cây học phỏng. Ngôi sao cây học phỏng nên lưu ý một điều, khán giả của cố nghệ sĩ đa phần là những cái người lớn tuổi. Ngôi sao cây học phỏng đừng nghĩ là sẽ qua mặt được các cụ nha. Ngôi sao cây học phỏng còn xanh và non lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc xong 8 cái điều này thì thấy rõ ràng trong cái chuyện này ngôi sao cây học phỏng chắc là từ chết để bị thương mà thôi. Mỗi cái câu hỏi như là một cái vết cứa thẳng vào tâm thức của ngôi sao cây học phỏng. Giờ mà cái điều mà khiến ngôi sao cây học phỏng đau đầu một cái cách kinh khủng đó là nếu khi mọi chuyện bị bại lộ thì tiền đâu mà bù vào để mà đền bù cho con gái của cố nghệ sĩ cũng như là trả lại cho khán giả? Tiền đâu mà trả tiền án phí khi thua kiện đây? Thật ra ngôi sao cây học phỏng hiểu được cái bản thân của cô ta đang ở đâu đó chứ, nhưng mà tại giờ đã buồn quá rồi, lúng sâu quá rồi, quay đầu giờ cũng hết được rồi, cho nên điếc không xả súng, lao đã phóng đi xa quá xa rồi. Giờ chỉ còn cái việc là ngồi chờ cái lao cắm đầu xuống đất, thì đó cũng là lúc mà hai mẹ con của ngôi sao cây học phỏng
cắm đầu lãnh đủ hậu quả trong 8 điều ở trên, vừa bước vào cái điều kiện đầu tiên thôi đã lên tăng sông báo luôn rồi. Không biết là ngôi sao cây hồng phỏng có đủ tinh thần để đấu chất nữa không đây? Tương lai nào cho ngôi sao cây hồng phỏng với những hành vi ở trên? Muốn đi hát trở lại thì đây là một cái cơ hội để cho ngôi sao cây hồng phỏng chứng minh với khán giả mình trong sạch. Cơ hội đến mà không biết nắm bắt thì chứng tỏ mình có quẩn khúc rồi. Chuyện tiền bạc nó vô cùng đơn giản, ra ngân hàng sau cái rẹt là xong. Vậy mà cũng không làm được, toàn là tự đâm đầu mình vào trồng không mà thôi. Ai mà binh vực cho ngôi sao cây hồng phỏng nổi đây? Đôi điều nhắn gửi đến mẹ con của Sáu Tư Đường. Mẹ con của Sáu đang nghĩ rằng, cho rằng tất cả những cái việc làm xấu xa bỉ ổi với con gái của anh trai của mình trong suốt một cái thời gian vừa qua, kể từ khi anh trai của Sáu mất đi, chỉ là trò đùa của trẻ con hay là sao? Muốn quậy sao? Quậy hả? Mẹ con của Sáu quậy cho nát nước, cho banh chành lên như những cái đứa trẻ dòi dính cha mẹ. Đòi cha mẹ là phải đáp ứng mọi mong muốn, dù là phi lý như thế nào, cũng lì lợm ngoan cố đòi cho bằng được mới thôi, đúng không Sáu? Nếu mà cha mẹ nhất quyết không đáp ứng cái sự đòi hỏi quá quáp của mình, thì dở trò ăn dạ khóc lóc ỉ ôi. Sao mẹ con của Sáu cứ giữ mãi một tâm hồn đứa trẻ lên 3, lên 5, không chịu trưởng thành vậy Sáu? Hình hài càng ngày càng già nua mà tính tình thì không chịu lớn, muốn mãi là một cái đứa trẻ con, sống bám vào người khác để mà sinh tồn. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây trong xã hội Việt Nam này, chưa từng thấy có cái trường hợp nào như là Sáu được đồn đại hay là lưu truyền lại. Có lẽ là mẹ con của Sáu chính là cái trường hợp đầu tiên có 102, độc lạ nhất ở Việt Nam. Muốn thay đổi quy luật của cuộc sống, quy luật của xã hội và cải lại, muốn chỉnh lại luật pháp nhằm có lợi mẹ con của Sáu đó. Có thuở đời nào khi mà anh trai còn sống không dám yêu cầu lập di chúc, chia tài sản cho mình, rồi xảo biện do lúc đó là mình không tham, không muốn đòi hỏi. Đến lúc là anh mất thì mẹ con của Sáu trở mặt đòi giành hết tài sản của con người ta, lập luận rằng việc anh trai của bà là nhất quyết không lập di chúc là muốn chị em con cái cùng đồng sở hữu. Không hiểu sao mẹ con của Sáu lại có những cái suy nghĩ nghịch lý, nghịch thiên nghịch lý đến mức là không tưởng được như vậy, khiến cho hầu hết tất cả mọi người ở trong xã hội này đều bật ngửa bật nghiêng, như cái kiểu là rất nhiều kiến thức mới được tiếp thu từ cái người khai sáng là mẹ con của Sáu và tập đoàn báo bào của bà. Giả tâm của mẹ con của Sáu để được lộ diện thể hiện là cái bản chất tàn độc vô cùng tận, trình độ hiểu biết dân trí thấp, nhưng mà mưu mô xảo quyệt thì không ai bằng, không biết trời cao đất dày là gì, vô pháp vô thiên. Mẹ con của Sáu sống cái kiểu là xuyên ăn nhát làm, không muốn làm vẫn muốn có ăn, chỉ nghĩ mọi cách là làm sao bản thân được hưởng thụ cuộc sống cũng như là bàng hoàng ngồi mát ăn bát vàng. Quen cái thói là được cung phụng chiều chuộng của gia đình từ nhỏ, khiến cho bà Sáu trở nên ích kỷ, đòi hỏi cho bản thân không có điểm dừng, độc tôn độc quyền trong mọi quyền lợi của gia đình, không muốn chia sẻ cho ai. Vì thế Sáu mới luôn tìm cách phá hoại các cái mối quan hệ yêu đương của Sáu, không muốn anh trai của Sáu lấy vợ sinh con, để rồi mọi thứ anh của Sáu kiếm được từ tài sản tiền bạc nhà cửa cung phụng cho Sáu ăn chơi xa đọa. Nhưng không ngờ rằng anh của Sáu một ngày kia ẵm một cái đứa nhỏ về để nuôi dưỡng, tuyên bố với gia đình là con. Lúc đó chắc chắn ở trong lòng của Sáu trào dâng cái sự là ganh ghét, chỉ còn thiếu nước là bóp chết đứa trẻ đó thôi. Bỗng dưng xuất hiện vật cản trong kế hoạch thâu tóm tài sản của anh Sáu trong tương lai, cho nên Sáu mới luôn tìm cách đày đọa đứa trẻ đáng thương đó, tiêm nhiễm vào đầu nó chỉ là một đứa con nuôi, kìm hãm đứa bé ấy khi nó ngày càng bị thu mình lại, nhẫn nhục và chịu đựng bị đối xử như kẻ dư thừa trong chính gia đình của mình. Tâm lý bị đè nén, chèn ép lâu ngày trở nên là cam chịu và hiểu chuyện một cách đáng thương. Phần gì bị Sáu dọa dẫm trừng phạt, nếu mà ở lại dưới Sáu
thì bị bà Sáu hành hạ đánh đập, phần vì không muốn là ba buồn và mệt mỏi thêm sau những ngày diễn xa nhà trở về. Mẹ con của Sáu hí hửng suy nghĩ rằng với cái tính cách hiền lành cam chịu đó thì mẹ con của Sáu mặc sức tung hoành, tác quay tác quái và xem đứa con của người ta cũng như là bù nhìn di động. Không ngờ rằng con Dung xéo lắm cũng quạt. Con người ta muốn mãi bị ức hiếp cho nên dùng dậy phản kháng. Người con ấy không hề ném nỗi uất ức trong bao nhiêu năm nữa. Cái điều mà mẹ con của Sáu không bao giờ ngờ tới và lường trước được, đúng không sao? Cứ suy nghĩ rằng sau khi là cái chỗ dựa lớn nhất và có uy quyền nhất cho cô con gái không còn mẹ nữa, thì mẹ con của Sáu tin chắc rằng mọi thứ còn lại của cha người ta sẽ thuộc về mẹ con của Sáu trọn vẹn và dễ dàng. Mẹ con của Sáu chỉ dùng một cái chút chiêu trò thôi là thừa hưởng tư cách của cô gái đó, chiếm trệ trở thành bà hoàng cai quản cái gia sản của anh bà để lại. Sau đó mới thẳng tay tống khứ đứa con gái đó ra khỏi nhà bằng cắt đứt mọi quyền lợi cho cô ấy, bằng cái việc là gán cho cái mác là con nuôi, không bằng ruột rà báo mụ với người đã khuất. Nhưng mà ông trời có mắt sao ạ? Và hương hồn linh thiêng của ba người ta khiến xui quý nhân đến để mà giúp đỡ bảo vệ cho cô gái đó. Đồng thời cộng đồng mạng sống vì lẽ phải, chính nghĩa và công bằng ở đời nhìn nhận ra cái việc làm sai trái thất đức vô đạo của mẹ con Sáu, nên không im lặng, đồng lòng lên tiếng để mà góp tiếng nói lên án của mẹ con Sáu, cũng đồng thời bảo vệ cho cô con gái đáng thương. Thật đáng tiếc cho mẹ con của Sáu, bởi vì người tính không bằng trời tính, chấp tâm làm chuyện ác đức thì đến ông trời cũng phẫn nộ, không để cho mẹ con của Sáu đạt được những cái mưu đồ bất chính, khiến cho bị phá sản. Mọi sự âm mưu tính toán của mẹ con của Sáu đều bị quật lại, khiến cho mẹ con của Sáu trở tay không kịp. Mẹ con của Sáu cứ cố dùng dậy đi trong cái thời gian ngắn nữa thôi, dậy chết trong vùng bùn lầy tội ác như chính mẹ con của Sáu đã tạo ra, mẹ con của Sáu sẽ nhận được cái sự trả giá thích đáng. Và bây giờ bà Dạy xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.